Dù kim ngạch xuất khẩu vẫn đạt tốc độ tăng trưởng ấn tượng, nhưng ngành chế biến thủy sản trước nguy cơ thiếu nguyên liệu. Kinh tế tập thể, hợp tác xã và những khó khăn nội tại của ngành nông nghiệp. Làm thế nào để gỡ khó, phát huy vai trò của hợp tác xã nông nghiệp sẽ được đề cập trong tiêu điểm hôm nay. Câu chuyện thoát nghèo của vùng đất phèn Hậu Giang. Xin kính chào quý vị cùng đồng hành với chúng tôi trong chương trình Nông nghiệp Việt Nam. Những thông tin vừa rồi sẽ là nội dung chính được đề cập trong chương trình hôm nay. Mở đầu sẽ là một số tin tức nông nghiệp đáng chú ý trong tuần. Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành vừa ký quyết định phê duyệt chiến lược phát triển cơ giới hóa nông nghiệp và chế biến nông lâm thủy sản đến năm 2030, phấn đấu đưa Việt Nam trở thành trung tâm chế biến nông sản, đứng trong top 10 nước hàng đầu thế giới. Chiến lược đặt mục tiêu cụ thể về cơ giới hóa nông nghiệp đối với từng lĩnh vực sản xuất như sản xuất cây trồng chủ lực đạt trên 90% năm 2025, cơ giới hóa đồng bộ đạt trên 70% năm 2030, sản xuất chăn nuôi gia súc gia cầm đạt trên 80% năm 2025, cơ giới hóa đồng bộ đạt trên 60% năm 2030, đánh bắt, bảo quản trên tàu cá đạt trên 95% năm 2030. Về phát triển chế biến, bảo quản nông sản, tốc độ tăng giá trị gia tăng công nghiệp chế biến nông sản đạt 10% một năm vào năm 2030. Trên 70% số cơ sở chế biến, bảo quản nông sản chủ lực đạt trình độ và năng lực công nghệ trung bình tiên tiến trở lên. Giữa biến động thị trường, xuất khẩu thủy sản Việt Nam vẫn đạt tốc độ tăng trưởng ấn tượng, tăng 40% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, theo thống kê, một số ngành chế biến tôm, cá tra, dù đang vào mùa vụ nhưng các nhà máy vẫn thiếu từ 30 đến 50% nguyên liệu phục vụ chế biến. Giá nguyên liệu tôm, cá tra tăng gây ra một áp lực lớn cho các doanh nghiệp chế biến xuất khẩu khi đơn hàng đã được ký từ nhiều tháng trước. Vì vậy, thời điểm này, các doanh nghiệp cần chủ động cắt giảm các chi phí, tập trung cho đơn hàng đã ký và có sự tính toán hợp lý cho những đơn hàng mới. Một số những cái giải pháp mà để hỗ trợ cho những cái khó khăn hiện nay đó là cái cách tổ chức sản xuất, thì chúng tôi cùng với doanh nghiệp là chúng ta hạn chế đến mức thấp nhất các cái trung gian để làm sao cái giá vật tư đầu vào của chúng ta tăng nhưng mà không ảnh hưởng nhiều đến trong quá trình sản xuất. Bức tranh cuối năm của ngành thủy sản được dự báo sẽ còn nhiều khó khăn khi những biến động toàn cầu vẫn đang tác động rất lớn đến đầu vào của sản xuất cũng như cuộc cạnh tranh khốc liệt của thị trường. Dù vậy, kết quả khá tích cực của nửa đầu năm sẽ là động lực thúc đẩy doanh nghiệp linh hoạt ứng phó, nắm bắt cơ hội để đạt được mục tiêu xuất khẩu 10 tỷ đô la Mỹ trong năm nay. Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, nửa đầu năm trị giá xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ ước đạt 8,5 tỷ đô la Mỹ, tăng 2,8% so với cùng kỳ của năm trước. Gỗ và lâm sản đang là mặt hàng chiến lược trong xuất khẩu nông sản và Hoa Kỳ là thị trường nhập khẩu gỗ và lâm sản lớn nhất, đạt 4,8 tỷ đô la Mỹ, chiếm khoảng 60% tổng kim ngạch xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ của Việt Nam. Bên cạnh thị trường Hoa Kỳ, các thị trường khác cũng ghi nhận sự tăng trưởng như Trung Quốc, Malaysia, Nhật Bản. Hà Nội vừa công bố quyết định công nhận sản phẩm OCOP cho 171 chủ thể với 595 sản phẩm, trong đó có 367 sản phẩm đạt 4 sao, 228 sản phẩm đạt 3 sao. Đây là những sản phẩm được lựa chọn đánh giá kỹ lưỡng, đạt tiêu chuẩn về chất lượng cũng như mẫu mã, hình thức tốt. Tính đến nay, Hà Nội đã đánh giá, phân hạng và công nhận được hơn 1.600 sản phẩm OCOP, 13 sản phẩm tiềm năng 5 sao đã trình Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xem xét đánh giá phân hạng, gần 1.100 sản phẩm 4 sao và khoảng 500 sản phẩm 3 sao. Hiện nay, Hà Nội đang là đơn vị dẫn đầu cả nước về số lượng sản phẩm OCOP và số sản phẩm OCOP cấp quốc gia. Tiếp theo chương trình là những tin tức nông nghiệp quốc tế đáng chú ý. Bộ Nông nghiệp Australia tuần qua cho biết đã phát hiện thấy các mẫu virus gây bệnh lở mồm long móng trong các sản phẩm thịt được nhập khẩu từ Indonesia và Trung Quốc vào nước này. Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp Murray Watt cho biết các mẫu virus lở mồm long móng lần này được phát hiện trong các đợt kiểm tra định kỳ của Australia. Sau khi dịch bệnh bùng phát ở Indonesia, du khách đến Australia từ Indonesia sẽ được yêu cầu đi bộ qua thảm vệ sinh ở các sân bay quốc tế. Lở mồm long móng là một bệnh động vật rất dễ lây lan, ảnh hưởng đến gia súc, cừu, dê lợn nhưng không đe dọa đến con người. Ước tính việc bùng phát lở mồm long móng ở Australia sẽ có thể tác động kinh tế trực tiếp đến khoảng 80 tỷ đô la Australia, tương đương với 55,3 tỷ đô la Mỹ. Trung Quốc dự kiến vẫn đạt sản lượng lương thực ổn định trong năm nay, bất chấp những thách thức thiên tai, Covid-19 và những biến động mạnh trên thị trường nông sản toàn cầu. Sản lượng lương thực vụ hè tăng 1.435 tỷ kg trong năm nay và hiện đã thu hoạch hơn 60% diện tích lúa sớm. Nên vụ này, Trung Quốc dự kiến sẽ tiếp tục đảm bảo một vụ thu hoạch được mùa, trong khi diện tích gieo trồng đã được mở rộng và quá trình sinh trưởng của các loại cây trồng vụ thu vẫn diễn ra bình thường.
Thái Lan là nước xuất khẩu sầu riêng hàng đầu thế giới. Mới đây, một tỉnh của nước này vừa đăng ký chỉ dẫn địa lý cho loại sầu riêng không bốc mùi. Sầu riêng Pak Chong Khao Yai thuộc giống sầu riêng nổi tiếng Mon Thong ở tỉnh Nakhon Ratchasima, vùng đông bắc Thái Lan, vừa được cơ quan quản lý nước này cấp bảo hộ chỉ dẫn địa lý. Pak Chong Khao Yai được nói là vẫn giữ được vị ngọt, ngậy mềm và muối khô, nhưng không có mùi gây khó chịu cho những người không thích. Nhu cầu mua sầu riêng Thái Lan cũng tăng mạnh trong thời gian qua, bất chấp đại dịch COVID-19, đưa quốc gia này trở thành nước xuất khẩu sầu riêng hàng đầu thế giới. Khoảng 90% sầu riêng của nước này được xuất khẩu sang Trung Quốc. Thưa quý vị, Nghị quyết 20 của Hội nghị lần thứ 5 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới, nhấn mạnh đến những yêu cầu cấp thiết trong lĩnh vực này. Trong nông nghiệp, với gần 18.000 hợp tác xã và 78 liên hiệp hợp tác xã cho thấy vai trò và sự phát triển nhanh của mô hình này. Tuy nhiên, qua đánh giá của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, hoạt động của hợp tác xã vẫn còn rất nhiều khó khăn. Tiêu điểm hôm nay, chúng tôi sẽ đề cập những tồn tại này. Trước tiên, mời quý vị cùng theo dõi ghi nhận tại Bình Thuận khi nhiều nông dân chưa mặn mà tham gia hợp tác xã do gặp khó về tiêu thụ. Là thủ phủ thanh long của cả nước, thời gian qua Bình Thuận đã vận động người dân tham gia mô hình kinh tế hợp tác xã để phát triển thanh long sạch an toàn. Thế nhưng do không đảm bảo được đầu ra, khiến cho nhiều nông dân không mặn mà tham gia hợp tác xã. Số thành viên giảm dần, diện tích thu hẹp, điển hình như tại hợp tác xã Thanh Long Bắc Bình. Hợp tác xã đó không thương tác được bên đối tác thì bắt đầu họ cũng tương tác với mình là nói bây giờ thông cảm thì bây giờ bỏ, thì lúc đó là một cái vấn đề thất bại. Chứ còn liên kết thì hợp tác xã có liên kết hợp tác thuận tiến. Làm cũng một năm cũng chắc là ổn định, nhưng mà tới khi cuối đầu năm 20 thì bị sự cố tới bây giờ. Có thực mới vực được đạo, phải có đầu ra ổn định thì nông dân mới tin tưởng tham gia hợp tác xã. Thế nhưng hiện nay có rất nhiều hợp tác xã làm ra sản phẩm nhưng không thể tự bán sản phẩm của mình. Nhưng mà bà con nông dân thì đa phần là người ta cũng muốn là có một cái tổ chức nào đó. Không nghĩa là làm ăn là từ cái đầu tư, cái đầu vào và cái đầu ra để mà các bao tiêu sản phẩm. Thì cái giá cả ổn định thì nông dân bớt lo chút. Trước bối cảnh nông dân đang gặp khó khăn về sản xuất và tiêu thụ nông sản, thì kinh tế tập thể được kỳ vọng sẽ là đầu tàu giúp người dân giảm chi phí sản xuất, nâng cao giá trị sản phẩm, liên kết đầu ra. Để làm được điều này, chính các hợp tác xã cần chủ động tìm kiếm thị trường. Bên cạnh đó cũng cần có những chính sách hỗ trợ các hợp tác xã, nhất là đào tạo về kinh doanh. Chỉ khi hợp tác xã chủ động bao tiêu sản phẩm của xã viên thì người dân mới tiếp tục tham gia hợp tác xã. Không chỉ loay hoay về đầu ra, các hợp tác xã tiếp cận vốn vay gặp rất nhiều khó khăn. Các ngân hàng thương mại còn thận trọng cho hợp tác xã vay vốn. Trong khi đó, điều kiện được cấp vốn vay từ Quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã gặp vướng mắc về cơ chế thế chấp và bảo lãnh tín dụng. Các thành viên hợp tác xã dè dặt trong việc lấy tài sản cá nhân để thế chấp vay vốn cho hợp tác xã. Thực tế này ra sao? Mời quý vị theo dõi qua phóng sự sau đây. Hợp tác xã nuôi trồng thủy sản này có gần 5 hecta nuôi trồng. Việc đầu tư và duy trì sản xuất cần nguồn vốn lớn, thế nhưng có nhiều thời điểm loay hoay trong tiếp cận vốn vay. Theo ông Tùng, với những hợp tác xã mới thành lập thì vốn để chuyển từ trồng trọt sang nuôi trồng thủy sản rất lớn. Do vậy, rất cần chính sách hỗ trợ vốn ưu đãi cho bà con nuôi trồng thủy sản. Thực ra để đầu tư được cho một cái diện tích nuôi trồng thủy sản thì nó là người nông dân thì bỏ ra cái nguồn vốn tương đối là lớn. Thế mà để mà có được cái nguồn vốn đó và vay lãi ngân hàng, lãi suất cao, lãi suất bình thường của ngân hàng thì nói chung là cũng sẽ giảm cái chi phí mà giảm cái thu nhập của bà con. Cũng rất mong muốn nhà nước có cái chính sách hỗ trợ làm sao có cái gói kích cầu làm cái lãi suất mà thấp nhất đối với các hộ chăn nuôi nuôi trồng thủy sản để làm sao kích cầu được cái ngành thủy sản của Việt Nam cũng như của bà con nông dân. Thành lập được 2 năm, thời gian đầu hợp tác xã này được hỗ trợ giống cây trồng, hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc để thúc đẩy sản xuất. Các xã viên đã tiến hành chuyển đổi đa canh, xen lẫn trồng lúa nuôi cá. Tuy nhiên, việc tiếp cận vốn vay gặp khó khăn khi tài sản thế chấp vốn ít nên vốn vay thấp, người dân phải xoay sở nhiều nguồn. Cũng mong ngoài ở trên hỗ trợ cho một ít vốn nào nó ưu đãi nhất để về anh em gọi là sử dụng để về cái chăn nuôi cái thủy sản. Và thực ra nói là nếu như tôi là 6 hecta mà chăn nuôi thủy sản thì thực ra là bỏ ra vừa tiền làm mặt bằng, vừa coi như đầu tư về con giống, vừa cái thức ăn thì thực ra là trong một năm là nó cũng rất là nhiều vốn. Theo Liên minh Hợp tác xã Việt Nam, ngoài ra bài toán cơ cấu lại hệ thống kinh tế tập thể thì việc tiếp cận nguồn vốn vay cho hợp tác xã quy mô nhỏ cũng cần được quan tâm hơn.
sẽ hình thành nên một cái hệ thống quỹ hỗ trợ để giải quyết một trong những cái điểm nghẽn là về vốn ngắn hạn, dài hạn, trung hạn cho các tác xã. Và một điểm nữa cũng rất quan trọng là chúng tôi cũng mở rộng các cái dịch vụ hỗ trợ liên quan đến khoa công nghệ. Thực tế, tổng số vốn tài sản của hợp tác xã nông nghiệp khoảng 15.200 tỷ đồng. Trung bình một hợp tác xã nông nghiệp chỉ có tổng số vốn tài sản 871 triệu đồng. Nếu so với số vốn hoạt động của hợp tác xã nông nghiệp năm 2013 khoảng 702 triệu đồng trên một hợp tác xã, thì thấy quá trình tích lũy vốn của hợp tác xã nông nghiệp diễn ra còn chậm. Thực tế, vấn đề về tiếp cận vốn không phải là câu chuyện cũ. Khó khăn này đã nhiều lần được các đại biểu Quốc hội đề cập tại nghị trường Quốc hội. Sau khi thực hiện luật chuyển đổi hợp tác xã theo luật hợp tác xã năm 2012, thì đến nay có tới 40% hợp tác xã hoạt động kém hiệu quả. Các hợp tác xã rất khó khăn trong việc tiếp cận đất đai, tiếp cận vốn. Đề nghị Bộ trưởng cho biết những giải pháp để tháo gỡ những khó khăn, để nâng cao hoạt động của hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp hiện nay, để hợp tác xã thực sự là cầu nối giữa bà con nông dân với doanh nghiệp. Tôi đơn cử một cái nguyên liệu mà chủ yếu báo cáo Thủ tướng để mà sản xuất thức ăn chăn nuôi và thức ăn thủy sản, đó là ngô. Cái số liệu nó thế này, tổng cái diện tích mà sản xuất ngô ở thế giới này đó, để phục vụ cho thức ăn chăn nuôi là 200 triệu hecta. 200 triệu hecta của chúng ta là sắp xỉ 1 triệu hecta. Chính cái nâng cao cái năng lực thì đó là trách nhiệm của Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn phối hợp với các địa phương để làm sao mà cái quản trị cũng như là cái vai trò của hợp tác xã nó rõ hơn, dễ tiếp cận hơn. Rõ ràng đang có rất nhiều vấn đề đặt ra cho hoạt động của hợp tác xã. Những năm gần đây, việc chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ hiện đại trong nông nghiệp đã góp phần quan trọng thay đổi phương thức sản xuất, giải phóng sức lao động, giảm chi phí, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm. Tuy nhiên, việc chuyển đổi số trong hợp tác xã nông nghiệp vẫn còn nhiều hạn chế, nhất là đối với các tỉnh vùng cao Tây Bắc. Nhờ áp dụng khoa học kỹ thuật trong lai ghép cũng như chăm sóc theo hướng hữu cơ, mà những năm gần đây, năm vườn nhãn của các thành viên hợp tác xã nông nghiệp Trung Dũng luôn đạt năng suất và chất lượng tốt. Việc giới thiệu sản phẩm để tiêu thụ bước đầu cũng đã được các thành viên sử dụng qua các nền tảng mạng xã hội. Tuy nhiên, khái niệm về chuyển đổi số trong nông nghiệp thì hầu như mọi người dân ở đây còn rất mơ hồ. Cái việc mà để nắm bắt với khoa học kỹ thuật, công nghệ để đưa cái sản phẩm nông nghiệp lên sàn điện tử thì chúng tôi cũng gặp, mới đầu thì cũng gặp rất nhiều khó khăn. Nhưng khi chúng tôi bắt tay vào làm thì có các kỹ thuật viên, các chuyên viên bên các sàn thương mại điện tử cũng hỗ trợ chúng tôi. Sở dĩ của chúng tôi vẫn còn gặp khó khăn đó là cái trình độ và cái tuổi tác nó không đồng đều nhau. Còn đây là mô hình nuôi nhốt tập trung với hệ thống chuồng trại, camera theo dõi, được đầu tư khá quy mô. Số tiền đầu tư lớn nhưng giá sản phẩm bán ra lại không cao cũng là yếu tố khiến cho người dân lăn tăn trong việc đầu tư ứng dụng công nghệ vào sản xuất. Thì về mặt thuận lợi thì hợp tác xã chúng tôi tiết kiệm được cái nhân công và cái năng suất lao động làm ra sản phẩm nó cao hơn. Nhưng về mặt cái tuy nhiên trong quá trình sản xuất thì nó có cái nhược điểm, đó là chi phí đầu tư nó rất là lớn, không phải đặc biệt trên vùng nông thôn của chúng tôi, vùng miền núi chúng tôi. Thì cái kinh tế tài chính nó thấp và để làm được vấn đề này thì không phải hợp tác xã nào cũng làm được. Trong việc triển khai ứng dụng công nghệ cao của hợp tác xã thì cũng còn thấp. Sản xuất nông nghiệp thì vẫn còn nhỏ lẻ, phân tán. Ý thức sản xuất về nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao của hợp tác xã thì vẫn còn hạn chế. Chi phí đầu tư cho nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao thì còn lớn. Nguồn lực về con người, trình độ công nhân trong các hợp tác xã thì vẫn chưa đáp ứng được cái yêu cầu. Hiện Sơn La có 207 trên 665 hợp tác xã bước đầu ứng dụng công nghệ cao và tạo ra các chuỗi sản phẩm bền vững. Việc người dân ứng dụng chuyển đổi số để giao dịch, quảng bá, giới thiệu và tiêu thụ sản phẩm chủ yếu tự học hỏi, chưa khoa học bài bản. Đây cũng chính là những khó khăn trở ngại trong quá trình hiện đại hóa nền nông nghiệp. Có thể thấy rất nhiều khó khăn mà các hợp tác xã nông nghiệp đang gặp phải. Để có đánh giá, nhìn nhận tổng thể, mời quý vị cùng theo dõi chia sẻ từ Phó Giáo sư Tiến sĩ Đào Thế Anh, Phó Giám đốc Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam ngay sau đây.
Trước tiên thì xin cảm ơn ông đã nhận lời phỏng vấn với Truyền hình Quốc hội Việt Nam ạ. Chúng ta đã nhắc nhiều về những cái khó khăn và vướng mắc hiện nay. Vậy thì những vấn đề như là quy mô sản xuất này, kinh doanh nhỏ hay là quy mô tiếp cận vốn còn thấp này, nguồn nhân lực, nhất là nhân lực mà chúng ta phải ứng dụng công nghệ cao thì còn rất là hạn chế. Phải chăng đang là những cái tồn tại khó khắc phục trong cái phát triển hợp tác xã hiện nay thưa ông? Trong những năm vừa rồi thì có thể nói là cái số lượng hợp tác xã tăng đều như vậy là mừng. Nhưng mà có lẽ chúng ta nên quan tâm hơn vào cái chất lượng của các hợp tác xã, của từng hợp tác xã. Vì đa số các hợp tác xã thì hiện nay các cái số bình quân là đều tương đối thấp. Tức là thứ nhất là đều là mới thành lập. Vấn đề thứ hai nữa là cái năng lực kinh doanh của các hợp tác xã thì cũng đang còn yếu. Có nhiều cái khó khăn mà mang tính là khách quan. Tức là cái môi trường kinh doanh cho hợp tác xã chúng tôi nghĩ là cũng chưa hoàn toàn là thuận lợi. Mặc dù là nhà nước có nhiều cái khung chính sách rất là ưu đãi, nhưng mà các địa phương, ví dụ như là tiếp cận được đất đai ở địa phương để có thể xây dựng trụ sở, thuê được đất để làm các cái xưởng sơ chế, chế biến sau thu hoạch. Vấn đề nữa rất quan trọng mà chúng ta đã thảo luận có lẽ gần chục năm nay và vẫn chưa ra, tức là có lẽ ngân hàng vẫn chưa tìm được cái giải pháp để hỗ trợ hợp tác xã một cách có hiệu quả. Đối với hợp tác xã thì không thể chỉ dựa vào cái vốn điều lệ đóng góp, mà cái chính là chúng ta phải tạo ra một cái môi trường mà các hợp tác xã có dự án kinh doanh tốt thì được tiếp cận tín dụng. Nhưng mà hiện nay thì rõ ràng là tín dụng lại vướng vào cái chuyện là tài sản, mà tài sản lại nằm ở đất, chủ yếu là đất, và đất thì nằm ở các hộ chứ không nằm ở hợp tác xã. Theo thống kê hiện nay cho thấy là chúng ta có chưa đến 10% cái hợp tác xã nông nghiệp mà có ứng dụng công nghệ cao. Tại sao cái con số này lại chưa được như kỳ vọng ạ? Và các hợp tác xã đã và đang thực hiện cái chuyển đổi số cũng như là ứng dụng công nghệ cao như thế nào ạ thưa ông? Cái hạn chế này thì nó có nhiều nguyên nhân. Cũng có nguyên nhân là có thể chưa tiếp cận được nguồn công nghệ phù hợp, vì cái quy mô của hợp tác xã thì nó gồm nhiều cái hộ nhỏ. Vấn đề thứ hai nữa là vấn đề vốn. Tôi nghĩ là vấn đề vốn là vấn đề quan trọng, bởi vì hiện nay tiếp cận được công nghệ thì cần phải có một cái lượng vốn đầu tư tương đối lớn, và hợp tác xã cần phải thay đổi mô hình kinh doanh. Thì chúng tôi đã trên thực tế đã gặp rất nhiều hợp tác xã là đã có cái mô hình kinh doanh là hướng tới sản phẩm sạch, an toàn, rồi có thể có hợp đồng để cung cấp cho siêu thị hoặc là thậm chí có hợp đồng để xuất khẩu. Nhưng mà để làm được cái chuyện đấy thì cần phải đầu tư khâu sản xuất một phần, nhưng mà khâu sau thu hoạch như là các cái kho lạnh, dây chuyền chế biến hiện đại để đạt tiêu chuẩn để có thể xuất khẩu được, rồi dây chuyền đóng gói dán nhãn hiện đại để có thể là đáp ứng được cái nhu cầu về truy xuất nguồn gốc, về minh bạch thông tin của người mua, đặc biệt là của các khách hàng và nhập khẩu ấy. Vậy thì rõ ràng là cái nhu cầu cấp thiết về việc cải cách tín dụng cho hợp tác xã tôi nghĩ là vẫn là quan trọng nhất. Và bên cạnh đó thì có cái đào tạo khuyến nông về vấn đề là thay đổi cái mô hình kinh doanh. Bên cạnh các yếu tố về vốn, hạ tầng, để phát triển hợp tác xã thì nguồn nhân lực là rất quan trọng. Tuy nhiên hiện nay nhân lực tham gia còn hạn chế. Làm thế nào để nâng cao năng lực quản lý, năng lực áp dụng khoa học công nghệ vào sản xuất cho nguồn nhân lực này vẫn là bài toán khó. Hợp tác xã Tân Phú A1 ở thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang, dù chỉ có hơn 460 thành viên nhưng vẫn được tổ chức bài bản, đầy đủ các chức danh. Tuy vậy, bộ máy quản lý đa phần chưa qua đào tạo bài bản, chủ yếu áp dụng kinh nghiệm bản thân vào công tác. Nhìn chung thì về năng lực lãnh đạo, thứ nhất có kinh nghiệm. Thứ hai nữa đó là đội ngũ thì gồm nó cũng tương đồng là lãnh đạo được. Nhưng mà đối với mình nói về trình độ văn hóa, trình độ học vấn thì nó vẫn còn là kém so với các cái vùng miền khác. Muốn phát triển hợp tác xã cần có cán bộ trẻ với đầy đủ năng lực. Tuy nhiên, quy mô và doanh thu của hợp tác xã khá thấp. Vì thế năng lực tài chính không đáp ứng được. Thêm nữa, nhiều cán bộ trẻ chưa mặn mà vào hợp tác xã. Những năm trước đây thì cũng có gửi về một số đội ngũ cán bộ để về để mình tiếp cận, nhưng mà một số anh em thì chờ lương thì nó thấp cho nên anh em phải rời bỏ đi. Chất lượng nguồn nhân lực còn hạn chế của các hợp tác xã đã được lãnh đạo Liên minh Hợp tác xã Việt Nam nhìn nhận một cách nghiêm túc và cho rằng đây là một trong những nguyên nhân kìm hãm sự phát triển của mô hình kinh tế tập thể. Chính vì thế, tổ chức này đã thực hiện nhiều giải pháp để nâng cao nguồn nhân lực cho các hợp tác xã. Là cần phải chuẩn hóa các chức danh trong hợp tác xã, tức là chức danh giám đốc, chức danh kế toán và chức danh kiểm soát. Khi chuẩn hóa rồi thì bám vào cái tiêu chuẩn, cái điều kiện đó để mà tuyển dụng, mà lựa chọn. Đồng thời với đó là kết hợp với đào tạo, có chính sách đào tạo bồi dưỡng.
để cái lực lượng này nó đáp ứng được các cái tiêu chuẩn điều kiện đó thì mới có đủ năng lực để mà lãnh đạo để mà quản trị cái hợp tác xã. Cũng theo Liên minh Hợp tác xã Việt Nam, cần phải tập trung các nguồn lực để thu hút các lao động trẻ có năng lực, đặc biệt lao động biết ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất. Muốn thực hiện được các giải pháp trên, phải có sự hỗ trợ từ nhà nước về mặt kinh phí, cơ chế chính sách, trong đó đặc biệt là ưu tiên nguồn nhân lực cho khu vực nông nghiệp. Những khó khăn mà chúng tôi đề cập ở trên đã được các cấp ngành nhìn nhận. Tuy nhiên, với mô hình sản xuất lớn, phụ thuộc vào nhiều yếu tố và tác động tới hàng triệu người thì cần nhiều giải pháp đột phá phù hợp với tình hình mới, trong đó rất cần hoạch định từ chính sách. Mời quý vị tiếp tục theo dõi chia sẻ của chuyên gia. Theo ông, để phát huy vai trò của các hợp tác xã, tổ hợp tác thì chúng ta cần có những cái giải pháp đột phá nào về nguồn nhân lực, đầu tư cũng như là con người ạ? Tức là hợp tác là cả một cái quá trình phát triển. Hợp tác xã mà muốn vững mạnh, rất nhiều hợp tác xã là được xây dựng là khi trước khi đăng ký thành lập hợp tác xã thì họ đã hoạt động trong thời gian là trong cái tổ hợp tác và đã có kinh nghiệm hợp tác với nhau, rồi lãnh đạo có kinh nghiệm quản lý và dần dần là cần cái nhu cầu giao dịch chuyên nghiệp hơn thì họ tiến lên họ đăng ký thành hợp tác xã chính thức. Nhưng mà nước ngoài thì có những cái dịch vụ mà nó quy mô nó lớn hơn, đòi phải cái quy mô lớn hơn, ví dụ như dịch vụ tư vấn, dịch vụ chứng nhận chất lượng, rồi dịch vụ kiểm toán vân vân cho hợp tác xã, thì những cái đấy thì các hợp tác xã không thể tự làm được mà lại phải cần có cái liên đoàn hợp tác xã để cung cấp dịch vụ cho hợp tác xã. Thì như vậy là chúng ta cần phải có một cái hệ sinh thái về hợp tác xã, thì cái đấy nó sẽ thúc đẩy và hỗ trợ lẫn nhau để phát triển. Thì tôi nghĩ là trong cái luật hợp tác xã mới mà chúng ta định sửa ấy, thì có thể là mở rộng ra là các cái hình thức thúc đẩy cái phong trào hợp tác xã mà tiến nhanh ấy, thì vấn đề đào tạo cán bộ, đào tạo nhân lực, đặc biệt là lãnh đạo hợp tác xã và cán bộ quản lý của hợp tác xã, kể cả cán bộ kế toán là rất quan trọng. Đối với triển khai luật hợp tác xã và các chính sách hiện nay thì làm thế nào để chúng ta có thể xóa bỏ các rào cản điểm nghẽn để tạo cái môi trường thể chế chính sách để thúc đẩy phát triển mạnh mẽ ở khu vực này tương xứng với cái vị trí, vai trò và tiềm năng sẵn có của hợp tác xã, thưa ông? Hợp tác xã nông nghiệp ở các nước ấy, thì người ta quản lý là lỏng hơn là quản lý doanh nghiệp. Hợp tác xã thì cực kỳ đa dạng, các vùng miền khác nhau, các trình độ khác nhau, các sản phẩm khác nhau, nông sản khác nhau. Thì như vậy là cái hình thức tổ chức nó phải hết sức là mềm dẻo. Và tôi nghĩ là trong luật thì mình nên là giao cái quyền tự quyết cho hợp tác xã nhiều hơn. Tỷ lệ dịch vụ cung cấp cho thành viên hay không, cho bên ngoài hay không, thì chúng ta không nên quy định bằng một con số cứng vì nó sẽ không phù hợp. Có thể phù hợp với hợp tác xã trồng trọt nhưng sẽ không phù hợp với các hợp tác xã khác. Vấn đề thứ hai nữa là cần phải thúc đẩy cái kiểm toán hợp tác xã. Và thông qua kiểm toán hợp tác xã thì cũng là một cách để nâng cao cái trình độ và năng lực quản trị của hợp tác xã. Kiểm toán của các nước đối với hợp tác xã thì thực ra là tư vấn chứ không phải là để phạt. Mục tiêu là để tư vấn cho hợp tác xã. Thì tư vấn nếu mà hạch toán tốt hơn thì anh có thể anh tách được các cái dịch vụ là cho thành viên, và dịch vụ cho thành viên thì chúng ta nên miễn thuế vì là đấy là tự phục vụ. Còn lại dịch vụ mà bán cho những ông bên ngoài thì mới là đánh thuế. Thì như vậy là tức là muốn tách được cái chế độ thuế ra thì chúng ta cần phải hạch toán được, nên cho hợp tác xã một số quyền rộng hơn để làm các cái dịch vụ khác như là dịch vụ tín dụng nội bộ, huy động vốn của các thành viên. Một lần nữa xin được cảm ơn ông vì những chia sẻ rất cụ thể vừa rồi ạ. Mới đây tại Hội nghị Toàn quốc nghiên cứu học tập quán triệt nghị quyết hội nghị lần thứ 5, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13, trong đó đề cập tới nghị quyết 20 về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái nhấn mạnh những yêu cầu cấp thiết của nghị quyết 20. Những vấn đề đặt ra trong nghị quyết 20 sẽ là nền tảng để triển khai, thúc đẩy phát triển hợp tác xã, nhất là ở lĩnh vực nông nghiệp trong giai đoạn tới. Nghị quyết đặt mục tiêu đến năm 2030, cả nước có khoảng 140.000 tổ hợp tác với 2 triệu thành viên, 45.000 hợp tác xã với 8 triệu thành viên, 340 liên hiệp hợp tác xã với 1.700 hợp tác xã thành viên, trên 5.000 hợp tác xã ứng dụng công nghệ cao và sản xuất, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, phát triển các chuỗi giá trị nông sản hàng hóa gắn với liên kết sản xuất, cung cấp dịch vụ chế biến và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp. Theo Phó Thủ tướng Lê Minh Khái, để đạt được những mục tiêu trên, nghị quyết đặt ra 5 nhóm nhiệm vụ giải pháp chủ yếu, trong đó đề cập tới chính sách tín dụng nhằm hỗ trợ hợp tác xã phát triển. Thì các tổ chức kinh tế tập thể được vay vốn như là các tổ chức kinh tế khác được hỗ trợ để phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm bền vững, nâng cao năng lực tài chính quản trị điều hành, các cái tiêu chuẩn điều kiện cấp tín dụng, rồi tăng cái khả năng tiếp cận vốn tín dụng ngân hàng đối với các cái dự án sản xuất kinh doanh có hiệu quả,
rồi nâng cao và phát huy cái vai trò của quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã trong việc hỗ trợ việc làm, tổ chức kinh tế tập thể vay vốn với lãi suất ưu đãi. Bên cạnh đó, nghị quyết cũng đề ra 6 nhóm nhiệm vụ cần thiết để tổ chức thực hiện. Đáng chú ý, nhóm nhiệm vụ thứ 3 có ý nghĩa rất quan trọng, đặt ra yêu cầu đối với Đảng đoàn Quốc hội phối hợp với Ban cán sự Đảng Chính phủ nghiên cứu sửa đổi bổ sung Luật Hợp tác xã năm 2012 phù hợp với tình hình và điều kiện phát triển mới, bố trí thích đáng ngân sách nhà nước trung hạn và hàng năm hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, tạo điều kiện thuận lợi cho phân bổ và tập trung nguồn lực cho phát triển kinh tế tập thể, tổ chức giám sát, kiểm tra, đánh giá triển khai thực hiện pháp luật về kinh tế tập thể. Thưa quý vị, Nghị quyết 20 một lần nữa khẳng định phát triển kinh tế tập thể là một trong những phương thức để khắc phục mặt trái của kinh tế thị trường, là nền tảng quan trọng để đạt mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Trong đó có đóng góp không nhỏ từ các hợp tác xã nông nghiệp. Không chỉ tại Việt Nam, mô hình hợp tác xã cũng đóng vai trò rất quan trọng trong quá trình thúc đẩy sự phát triển của ngành nông nghiệp thế giới. Tại Trung Quốc, chính phủ nước này đang đẩy mạnh quá trình hồi sinh nông thôn thông qua mô hình hợp tác xã với nhiều chính sách hỗ trợ quốc gia. Trung Quốc coi trọng việc phát triển các khu vực nông thôn, coi đây là cái nôi cung cấp các cơ hội và nền tảng kinh doanh rộng lớn. Cũng vì lẽ đó, chính phủ Trung Quốc đã có nhiều chủ trương chính sách phát triển nông thôn thông qua mô hình hợp tác xã, thu hút nhiều nhân tài trở về đóng góp xây dựng cho quê hương. Tại tỉnh Giang Tô, miền Đông Trung Quốc, anh Tưởng Quản Quân đã thành lập một hợp tác xã ươm hạt giống ngay tại quê hương. Đến nay, anh đã trồng hơn 20 loại cây giống trên diện tích 300 ha. Năm ngoái, hợp tác xã của anh đã sản xuất được 50 triệu cây giống, giúp dân làng kiếm được gần 2 triệu nhân dân tệ từ việc kinh doanh. Trong năm nay, chúng tôi sẽ xây dựng nhà kính thông minh và hiệu quả với tổng diện tích 15.000 m². Chúng sẽ hoàn thành và đưa vào vận hành vào cuối tháng 8. Sau khi hoàn thành, năng lực cây con của chúng tôi sẽ tăng gần 20%. Huyện Mạnh Thành, tỉnh An Huy, Trung Quốc là một trong những địa phương thực hiện tốt các công tác phát triển nông thôn và hợp tác xã. Huyện đã đưa ra 113 chính sách hỗ trợ để thu hút hơn 40.000 lao động nhập cư, sinh viên tốt nghiệp đại học và quân nhân nghỉ hưu trở về quê khởi nghiệp. Tôi trở về quê hương được khởi nghiệp. Hiện tôi đang thúc đẩy sự phát triển của ngành thương mại điện tử bằng cách xây dựng nền tảng thương mại điện tử tại địa phương, đào tạo nhân tài, nuôi dưỡng thương hiệu địa phương. Tỉnh Hắc Long Giang đã tạo ra con đường phát triển mới trong thập kỷ qua bằng cách thực hiện chiến lược canh tác bền vững qua việc hỗ trợ các ứng dụng sáng tạo của công nghệ nông nghiệp để tăng năng suất đất nông nghiệp, khuyến khích thành lập các loại hình hợp tác xã nông dân và trang trại gia đình mới. Quận Phương Chính ở Hắc Long Giang là một trong những quận đầu tiên trên toàn quốc thí điểm hệ thống quyền quản lý đất đai mới, cho phép nông dân mở rộng quy mô hoạt động và hưởng lợi đầy đủ từ công nghệ và máy móc mới. Đây là bản đồ quản lý đất đai của một thôn năm 2012, nhiều mảnh đất không liên thông. Sau khi hợp lý hóa và xác nhận các quyền về đất đai, chúng tôi đã có những bước tiến đáng kể và từng bước xây dựng được đất nông nghiệp đạt tiêu chuẩn cao như bây giờ. Hiện đã có khoảng gần 37.000 ha đất nông nghiệp tiêu chuẩn cao ở huyện. Đến cuối năm 2021, 156.700 loại hình doanh nghiệp nông nghiệp mới đã được thành lập ở Hắc Long Giang, với 98% hoạt động canh tác và thu hoạch cây trồng được cơ giới hóa. Sản lượng ngũ cốc của Hắc Long Giang đạt mức cao kỷ lục mới là 78.675 tỷ kg, tăng 12,69 tỷ kg so với năm 2012. Quý vị thân mến, trong phần cuối chương trình hôm nay, chúng tôi giới thiệu tới quý vị một mô hình nông nghiệp đang giúp người dân vùng đất phèn Hậu Giang thoát nghèo. Đó là mô hình trồng khóm, hay còn gọi là dứa. Nhờ nỗ lực từ người dân mà vùng đất phèn khó sản xuất này lại có một thương hiệu khóm cầu đúc cho hiệu quả kinh tế cao. Trải qua bao khó khăn, người dân bám đất này đã có thể thoát nghèo, đất lại giữ người. Hơn 40 năm gắn bó với khóm cầu đúc, ông Vu Sủi đã hiểu được những thăng trầm của loại trái cây này. Là người trồng khóm thuộc thế hệ thứ hai ở vùng khóm cầu đúc, chỉ với 6 hectare, ông Sủi giờ thu nhập vài trăm triệu đồng mỗi năm, yên tâm bám trụ hành trình với cây khóm. Chỉ trồng cây khóm nó phù hợp thôi. Chứ trồng các loại cây kia thì nó cũng như làm ruộng cũng được, nhưng mà nó cho năng suất không cao. Rồi trồng đào thì cũng không cao nữa. Thoát nghèo nhờ kiên trì bám vùng đất phèn, giờ ông Sủi đã thành lập hợp tác xã Thạnh Thắng với hơn 100 xã viên, diện tích trên 200 ha. Global Gap, cây khóm có thị trường rộng lớn đã và đang trở thành cây làm giàu của người dân ở địa phương. Em cũng thành viên trong hợp tác xã, rồi bên chú Sủi thì cũng quản lý bên hợp tác xã, rồi cũng có hướng dẫn về khoa học kỹ thuật, trao đổi rồi này kia, em cũng học hỏi rồi thêm cũng được nhiều lắm. Theo thống kê, vùng khóm cầu đúc Hòa Tiến có hơn 1.000 hectare, chiếm hơn 75% diện tích đất sản xuất nông nghiệp của địa phương.
về phát triển cây khóm kết hợp với là xây dựng cái xã Quả Tiến thành cái xã nông thôn mới kiểu mẫu, và cũng chuyển đổi cái xã này thành cái chuyển đổi số. Thì bên cạnh đó là kết hợp với du lịch cộng đồng để nâng cao mức sống của người dân. Với hướng đi của địa phương cùng với tinh thần tìm tòi học hỏi cần cù, giờ đây những nông dân này có thể yên tâm bám trụ với vùng đất phèn. Những hình ảnh vừa rồi đã khép lại chương trình Nông nghiệp Việt Nam ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin hẹn gặp lại quý vị vào lúc 9 giờ sáng ngày thứ Bảy hàng tuần trên truyền hình Cội Việt Nam.